Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube VNews. Chúc quý vị một ngày mới thật nhiều năng lượng và đừng quên thực hiện đầy đủ các nguyên tắc phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe bản thân trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trước khi vào nội dung chi tiết, mời quý vị cùng điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân Đồng Sơn. Tăng cường rà soát địa bàn phát hiện nhập cảnh trái phép. Đà Nẵng phong tỏa một số khu dân cư. Kéo dài thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày. Liên quan đến 6 ca nhiễm COVID-19 tại quán bar Karaoke Sunny, khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với hơn 3.000 người dân sinh sống tại khu đô thị Đồng Sơn. Sau khi đánh giá quy mô lượng mẫu lấy xét nghiệm, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng phục vụ cho công tác lấy mẫu, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự cũng như là tránh tình trạng tập trung đông người, phòng ngừa lây nhiễm COVID-19. Mẫu xét nghiệm được lấy khẩn cấp và hoàn tất việc lấy mẫu ngay trong chiều ngày 5 tháng 5. Trước đó, sau khi Bộ Y tế công bố các trường hợp nhiễm COVID-19 tại quán bar Karaoke thành phố Phúc Yên đã truy vết thần tốc tất cả các trường hợp liên quan và đưa đi cách ly tập trung. Cùng với đó, thành phố Phúc Yên cũng đã thành lập 11 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh và tổ chức phun khử khuẩn, làm sạch môi trường tại khu đô thị Đồng Sơn và các khu vực có nguy cơ trên địa bàn thành phố. Thành phố Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc chỉ thị về tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, thành phố khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Người dân bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài và không tập trung đông người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tiếp xúc với người có dấu hiệu ho, sốt, khó thở hoặc là các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19. Toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác, đảm bảo kiểm soát hiệu quả và không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn. Bên cạnh đó, các quận huyện phải rà soát lại các phương án phòng chống dịch, nâng công suất, năng lực về truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị, chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống dịch bệnh lan rộng. Sau khi ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng, sáng ngày 6 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã họp triển khai các giải pháp khẩn cấp ứng phó với dịch. Tỉnh Thái Bình quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 12 giờ ngày 6 tháng 5. 5 ca dương tính tại Thái Bình đều có liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Và trong đó thì có một ca trú tại thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh, huyện Kiến Sương. Một ca trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư và chùm 3 ca bệnh là mẹ con, trú tại xã Hồng Dũng và xã Thủy Quỳnh, huyện Thái Thụy. Tại cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình triển khai các giải pháp khẩn cấp ứng phó với dịch, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và người dân địa phương quyết tâm khẩn trương khẩn cấp thần tốc phòng chống dịch, nâng mức độ phòng chống dịch lên cao nhất, khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến các ca dương tính, đồng thời ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng là F1, F2. Tỉnh Thái Bình quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 12 giờ ngày hôm nay theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời kích hoạt hoạt động của các tổ tự quản, tự kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì tại nhiều nơi đã liên tiếp phát hiện các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Vậy đâu là nguyên nhân, là lỗ hổng trong quản lý vấn đề này? Chung cư Florence tại 28 Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, trước đó đã phát hiện 46 người nước ngoài nhập cảnh trái phép cư trú. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện địa điểm này có nhiều căn hộ cho thuê dưới dạng phòng nghỉ nhưng không đăng ký kinh doanh. Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, lực lượng công an đã tăng cường công tác rà soát địa bàn, nắm và quản lý nhân hộ khẩu, đặc biệt là quản lý chặt các cơ sở lưu trú. Tất cả những cơ sở này đều phải đăng ký khai báo tạm trú online cho người nước ngoài trên hệ thống của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh. Và tất cả những trường hợp không có hộ chiếu sẽ bị xử lý. Việc tăng cường rà soát địa bàn đã kịp thời phát hiện nhiều trường hợp cư trú bất hợp pháp và nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, các đối tượng nhập cảnh trái phép thường lén lút và dùng nhiều thủ đoạn để qua mắt các cơ quan chức năng. Do vậy, việc tăng cường các biện pháp quản lý cư trú là hết sức quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Hoạt động này nhằm kịp thời phát hiện những lỗ hổng trong cư trú và chủ động các biện pháp quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm. Trước tình hình phát sinh nhiều ca bệnh COVID-19 tại Vĩnh Phúc, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã điều động hơn 20 cán bộ chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng của Tiểu đoàn Phòng hóa Bộ Tham mưu và lực lượng đội y học dự phòng quân khu để phun thuốc khử khuẩn tại các địa bàn trọng điểm của tỉnh Vĩnh Phúc.
các xe chuyên dụng thực hiện phun khử khuẩn ở thành phố Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên với tổng diện tích được phun khử khuẩn lên đến 30 ha, trọng tâm vào những nơi phát hiện có người dương tính với COVID-19 và các vị trí có nguy cơ cao như quán bar, karaoke, Sunny, cơ sở massage Hoa Sen, các khu vực, khu dân cư, bệnh viện đa khoa thành phố Phúc Yên, công ty cổ phần Vinatop xã Xuân Lôi, xã Xuân Phong cùng một số vị trí trọng yếu khác. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, số lượng ca F1, F2 khá đông, nguy cơ lây nhiễm cao, khu vực cần cách ly tương đối nhiều, theo ước tính cần khoảng 500 giường bệnh. Vì vậy, tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị quân khu 2, chỉ đạo trường quân sự quân khu 2 và trường cao đẳng nghề làm công tác chuẩn bị, bàn giao cơ sở vật chất cho tỉnh Vĩnh Phúc, sẵn sàng đón nhận công dân cách ly trong địa bàn tỉnh và khu vực Hà Nội khi cần thiết. Với sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương của Bộ Chỉ huy Quân sự Quân khu 2 và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, đến thời điểm hiện tại, các khu vực có nguy cơ phát sinh dịch bệnh đều đã được lực lượng chức năng phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, các cơ sở cách ly y tế tập trung cũng đã sẵn sàng hoạt động. Quân khu 2 cũng đã hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc về nhân sự tại các khu vực cách ly y tế, khu dân cư, khu công nghiệp, tại các chốt kiểm soát. Sáng ngày 6 tháng 5, khu dân cư xung quanh quán bar Như Phương Đông, thành phố Đà Nẵng đã bị phong tỏa để phun xịt khử khuẩn. Bên cạnh đó, một tòa nhà của khu chung cư trên đường Bùi Dương Lịch, quận Sơn Trà cũng đã bị phong tỏa và người dân tại đây đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Sáng nay, lực lượng phòng hóa thuộc quân khu 5 đã phun xịt khoảng 5.000 m² bề mặt tiếp xúc tại khu dân cư, tuyến đường Đống Đa đoạn qua tổ 35, 36, phường Thuận Phước và một số cơ sở kinh doanh thuộc phường Thạch Thang. Trong khi đó, tại quận Sơn Trà, tòa nhà chung cư 12T3 trên đường Bùi Dương Lịch cũng đã được tạm thời phong tỏa từ sáng ngày hôm nay. Các lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại đây, cũng như đảm bảo đời sống cho người dân trong thời gian phong tỏa. Hiện công tác truy vết kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang được chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai. Các phương án cách ly, phong tỏa cũng đã được xây dựng, sẵn sàng thực hiện khi phát hiện thêm các ca nhiễm mới. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 5 tới, ngành đường sắt sẽ tạm dừng chạy tàu chuyến Hà Nội-Yên Bái và Hà Nội-Hải Phòng do ảnh hưởng dịch COVID-19. Những hành khách đã mua vé đi tuyến này với các mã tàu là IB3, IB4, HP1 và LP2 trong những ngày tàu ngừng chạy sẽ được trả vé mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào. Trước đó, thì ngày 3 tháng 5, tỉnh Yên Bái đã có công văn về việc thực hiện giãn cách xã hội tại các khu vực công cộng kể từ 0 giờ ngày 3 tháng 5 để phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế đã quyết định sẽ kéo dài thời gian cách ly tập trung từ 14 lên 21 ngày đối với các trường hợp F1 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam. Thời gian qua, với sự xuất hiện của những biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, các nhà khoa học đã phải nghiên cứu và đánh giá lại thời gian ủ bệnh của COVID-19. Và quyết định này của Bộ Y tế được đưa ra sau khi đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia về dịch tễ học và virus học. Quyết định kéo dài thời gian cách ly sẽ được áp dụng ngay từ ngày hôm nay 5 tháng 5. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly, thực hiện bàn giao những người thực hiện xong cách ly cho các địa phương nơi họ sinh sống theo đúng quy định, đồng thời cần thực hiện triệt để việc giám sát, theo dõi y tế đối với những trường hợp này trong 7 ngày tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón xem những tin tức COVID-19 cập nhật mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.